6MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Clip này em sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng cái con UD505 cả nhà ha. Thì ở giao diện phía trước này á, cả nhà mình có là nút power là on off nha. Đây là nút tắt bỏ nguồn. Bên này là nút để tăng giảm âm lượng ha. Đây là nút chọn cổng. Và đây là nút để vào phím menu. Hai đường này là đường tai nghe trái phải ha, dành cho cái tai nghe mà nó có hai giắc cắm. Cả nhà mình ít xài. Rồi, cả nhà mình lưu ý cái đồng hồ lốc này nó xỉ sáng khi mà mình cho phép và nó kết nối với một cái bộ giống như âm ly cùng 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 dạng ha, cùng hiệu á, cho nên là luôn luôn nhớ cái chữ lốc này luôn tắt nha cả nhà. Nó sáng thì nó sẽ không nhận tín hiệu ở ngoài. Tất cả các cái phím chức năng thì nó đều nằm ở trên cái khiển này. Mình có cái nút mà standby đó là nút tắt mở nguồn ha. Cái nút dimmer này là nút độ sáng màn hình ha. Nếu cả nhà mình cần giảm độ sáng màn hình thì ấn vào đây thì nó sẽ giảm và nó tắt luôn màn hình. Đó là cái nút độ sáng màn hình cả nhà ha. Ngoài ra mình có nút đường vào AV là nút like này. Nút này để chuyển qua chế độ Bluetooth ha. Đây là đường đồng trục, đường quang số 1, đường quang số 2 và đường đồng trục số 1, đường đồng trục số 2. Đường quang số 1 nằm ở phía sau, đường đồng trục số 1 nằm ở phía sau. Đường số 2 là cái đường nằm ở phía trước này ha, chung một ngõ. Đây là đường quang có giắc cắm 3.5 cũng như là đường đồng trục thì có cái đầu đổi cả nhà. Đây là đường USB ha, cả nhà mình cũng có thể kết nối với máy vi tính hoặc là kết nối với dây OTG. Rồi. Ở đây mình có cái nút menu y chang như ở trên và chế độ lọc. Trong các cái chế độ lọc này thì mình lọc trong cái chế độ nào mình thích hợp mình nghe thì mình lọc thôi. Và cái tắt tiếng ở đây, nút này là nút tắt tiếng và đây là nút để mà tăng giảm âm lượng ha. Khi mình bấm cái nút giảm này thì cái volume ở trên màn hình nó sẽ giảm theo cả nhà ha. Đó. Nó không có xoay motor đâu nhưng mà nó sẽ giảm theo. Nó không xoay cái này ha, không giống như con Marantz là nó xoay, con này nó không xoay. Nhưng mà mình tăng giảm được cái âm lượng ha. Thì rất là đơn giản để sử dụng thôi, cả nhà mình chuyển qua đường quang thì nó sẽ giải mã đường quang thôi. Đầu em bán ra là hoạt động hoàn hảo các chức năng cả nhà. Hoàn hảo các chức năng. Nói chung là cái con này nó cũng dễ sử dụng cả nhà ha, rất là dễ sử dụng. Nó chỉ có một cái mà nó hơi phức tạp một tí, đó là kết nối Bluetooth thì nó hơi phức tạp một tí. Và cái thứ hai nữa là nút chọn đường ra, thì con này giống như con 501, mình phải chọn đường ra ha, là đường RCA hoặc là đường ba lăng, chứ nó không có xuất âm cùng lúc. Ví dụ như mình bấm vào chữ menu này ở đây thì khi mà cả nhà mình thấy cái chữ layout selector ha, thì nó có cái chữ RCA, tức là nó đang xuất âm ra đường AV. Còn nếu như cả nhà mình muốn mà chuyển qua ba lăng thì nhấn vào đây vùng giùm em một cái nè. Khi cái mũi tên này nó nhấp nháy thì cả nhà mình xoay tới cái chữ ba lăng này đây ha. Đây là chế độ ba lăng ha. Hai cái chế độ ba lăng. Chế độ nào đúng cái dây của mình thì mình xài. Còn nếu cả nhà mình xài RCA thì để RCA ở đây. Và sau khi chọn RCA xong thì cả nhà mình đó, nó đang ở chế độ RCA ha. Cả nhà mình muốn chọn qua ba lăng thì xoay qua ba lăng. Đây là layout selector cả nhà ha. Nếu mà để chọn ba lăng thì nhấn vào đây. Đó, rồi xoay, chọn ba lăng, xong rồi mình nhấn enter một cái nữa. Khi mũi tên hết nhấp nháy là nó xác nhận lệnh cả nhà ha. Hoặc cả nhà mình muốn đổi về RCA thì nhấn vào giúp em một cái. Đó, xong rồi chọn tới RCA, nhấn cái nữa để xác nhận lệnh ha. Ngoài ra nó còn có cái nhiều cái menu tùy chọn khác cả nhà ha. Giống như đây là đường layout lever, tức là nó cho phép variable, là cho phép chỉnh âm lượng ha. Cả nhà mình cũng có thể điều chỉnh nó lại về không chỉnh âm lượng, nhưng mà để nên chỉnh âm lượng để mình có thể sử dụng cái khiển cả nhà ha. Trong đây nó có các cái tùy chọn khác về tai nghe ha, về độ sáng màn hình nè. Những cái này thì mình không nên đụng tới. Nói chung là cả nhà mình cứ tìm hiểu những cái nào mình thích thì thao tác giống như em ha. Muốn thay đổi thì nhấn vào đây.
Đây, muốn thay đổi thì nhấn vào đây cho nó nhấp nháy, rồi sau đó mình chọn cái thay đổi đó, xong rồi mình nhấn một lần nữa để xác nhận à, thì là ok đó. Rồi đó là cái menu lựa chọn ha. Còn cái mà nó hơi phức tạp một tí đó là kết nối Bluetooth, thì cả nhà mình kiên nhẫn giùm em một chút xíu, làm theo đúng giùm em. Tất nhiên là trước tiên là mình sẽ nhấn Bluetooth ở trên cái nút này để nó chuyển qua chế độ Bluetooth nè. Nó sẽ chuyển qua chế độ Bluetooth cả nhà ha. Thì ở đây, trong đây là nó đang ở chế độ kiểm tra ha. Cả nhà mình nhấn vào giùm em. Nhấn vào giùm em. Thì ở trong đây nó có các cái list của các cái thiết bị. Thì cả nhà mình xoay giúp em. Xoay chọn ha. Rồi tới cái số này cả nhà mình nhấn giữ giùm em. Để cho nó tiến hành kiểm tra. Cái lúc đó thì mình sẽ bật cái Bluetooth ở trên điện thoại lên. Bật Bluetooth ở trên điện thoại lên nha cả nhà. Bật Bluetooth lên cho nó kiểm tra ha. Nếu mà cả nhà mình nó kiểm tra mà vẫn chưa thấy, đợi cho nó kiểm tra giùm em nha. Cái này nó sẽ hơi hơi lâu một tí cả nhà ha. Vẫn chưa được nè, mình tắt ra. Mình cho nó dò lại lần nữa đi. Một khi mà nó đã dò được thì nó sẽ kết nối không lần chỉ lần đầu thôi, lần sau thì nó đơn giản hơn nhiều. Vẫn chưa được. Lại nhấn một lần nữa. Giữ. Cả nhà mình giữ cho tới khi nào mà nó hiện cái chữ pairing này cả nhà ha. Cái chữ pairing này, đó hiện cái chữ pairing này lên. Rồi cả nhà mình buông ra giúp em. Ở trên cái điện thoại mình sẽ cho nó dò lại tiếp một lần nữa. Đây, rồi nó thấy rồi cả nhà ha. Nói chung là lúc cái lần kết nối ban đầu lúc nào nó cũng hơi khó một chút. Cả nhà mình nhấn vào đây giúp em, nhấn ghép nối. Nó sẽ hiện cái chữ ghép đôi ha. Cả nhà mình bấm vào ghép đôi thì nó sẽ kết nối âm thanh ha cả nhà ha. Rất là cái tới lúc này thì là đơn giản rồi. Tới lúc này thì đơn giản rồi ha. Tới lúc này thì mình thưởng thức âm nhạc được rồi. Thì chỉ có một cái chỗ đó thôi cả nhà ha. Cả nhà mình sẽ chuyển qua chế độ Bluetooth giùm em. Chuyển qua chế độ Bluetooth. Giả sử bây giờ em quay qua Optical, em chuyển qua chế độ Bluetooth này cả nhà. Rồi em chuyển qua chế độ Bluetooth ha. Ở đây bên đây điện thoại sau khi kết nối lần đầu thì mình bật lên đó, thì nó có cái chữ 505 rồi, nó rất là đơn giản cả nhà. Còn nếu mà lần đầu tiên á, khi mà cả nhà mình bật qua Bluetooth xong, cả nhà mình nhấn vào đây giúp em ha. Ở cái chế độ này ha, chế độ số này nè, 01 hoặc 02 cũng vậy. Cả nhà mình giữ giùm em cho tới khi nó hiện cái chữ pairing đó, nó hiện cái chữ pairing này lên. Là nó nhận được cái điện thoại cả nhà ha. Khi nó hiện cái chữ pairing này lên là nó nhận được điện thoại. Chỉ có cái khúc Bluetooth này thì nó hơi phức tạp một tí. Nhưng mà cả nhà mình làm xong một lần thì lần sau nó sẽ tự động nó nhận thôi, không có cần phải làm lần nữa. Rồi nếu mà cả nhà mình có cái điều gì mà chưa rõ, cả nhà mình cứ alo cho em ha. Em sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách để sử dụng nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha.
UD505 này, con này tuy là nhỏ nhưng mà cho chất âm rất là hay ha. Dạ, chất âm rất là hay. Và với những cái con mà cả nhà mình ít ít tiền hơn thì 501 ha là một cái lựa chọn cũng rất là tối ưu. Khi mà mình có tới hai đường quang ha, hai đường đồng trục để mà mình có thể nghe được nhiều cái đường vào. Rồi em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Dạ.